công thức mà canxi bo amino vi lượng ấy. À, chị có phun công thức đấy đúng không? Ừ. Công thức mà một chai xanh xanh, hai chai xanh xanh, một chai cộng với hai chai nhỏ chung, xanh xanh. Nói chung công thức nào phun đấy đó, phun nhiều lắm đó mà. Không có công thức ba là chưa phun. Công thức ba là chưa phun. Đúng rồi. Ba là để chưa. Này, khi chị, đây nhá chị phun cái công thức đấy nó đây này, cái cuống nó rất là to. Nó chỉ khỏe, trái nó chạy. Này chị nhìn này, mấy cái trái này. Từ 3 4 ngày nó chỉ phun lăn mà. Không, từ đây đây, đây mấy trái này chị thấy này. Thấy chưa? Thì cái nào không được lăn đào thải. Đây nhìn này, cuống rất chỉ to này. Đấy. Thế hôm bên giờ chị mới gặp em mới chị mua thuốc bên bao nhiêu tên mang là giá kiếm cái mà chị đưa là em biết đó. Từ 3 ngày chị đi lăn đào thải. Không hỏi chị. Ai biết. Đây kia kia kìa. Chậm chậm lại cho em nhé. Bây giờ chậm chậm lại cho em. Thầy rung là phun lên nó hiện. Rồi bây giờ nhá. Bây giờ như này này. Nếu bây giờ chị không phun trái nữa cho em ha. Nếu như mà rụng á là chị phun dàn lá cho em này nhá. Phun ngoài lá thôi, không phun trái nữa. Ha. Ví dụ như ít hôm nữa mà nó thấy nó hiện tượng rụng lại, không phun trái này cho em ha. Đẩy ra ngoài cho em, phun ngoài lá cho em, có thể lấy cái kali chín, cái kali chín cộng với cái kia đẩy ngoài lá, không đẩy trong trái nữa. À, cái này mấy cái này còng. Đầu tác dụng. Lấy cái phun ngoài lá chứ không phun trái nữa hả? Phun ngoài lá cũng được. Thì thực chất là chị phun vào trái này nó không hấp thụ được bao nhiêu. Đây này, chị thấy này, trái nhỏ nó đào thải hết này. Này nó là rụng sinh lý bình thường. Ừ. Chứ không phải là rụng đồng loạt. Ai vậy thầy hôm qua em rụng cầm mỡ. Ừ. Trước bảo chị rồi, đây nó rụng như mình nhìn đấy, bây giờ chị nhìn cái cây nhà chị nó nhiều trái như thế cơ mà. Đúng không? Toàn một cây toàn 400-500 trái rồi, có phải là nó ít đâu. Đúng không? Nó bắt buộc phải đậu, phải rụng chứ. Bây giờ nó đậu hết chỗ này sao được. Đậu hết chỗ này, cây này phải thu 2 tấn. Hôm kia, ngay trước là thầy rung quá xong rồi là... Phun cái là cầm. Thuộc em chưa về kịp. Xong rồi là chị... Hôm qua là chị lấy xong, sáng hôm qua là chị phun luôn. Đây này, chị nhìn này đấy, những trái méo này. Đây nó là rụng sinh lý bình thường đấy thôi. Thay vào việc mình tỉa thì nó rụng rồi. Đó, sao đó. Chị phun nó bây giờ thấy nó ngưng rồi đó. Thì nó ngưng thôi nhưng mà nó vẫn rụng. Nó vẫn rụng xuống. Vì nó là đào thải sinh lý của cây mà sao mà nó chịu được. Bây giờ một cây này chị đếm, bây giờ chị, cây này của chị bây giờ cây này phải 500-600 trái. Ít đâu. Đúng không? Mà cái này thì... cái này chị chỉ để này, chị chỉ nhớ cho em là sau khi hết rụng sinh lý đợt 2 thì chị để cho em khoảng 100 quả, hơn 100 quả. Ví dụ như cây này chị có thể là thực thu của nó thì chị có thể là lấy cho em là khoảng 40 quả. Là kinh khủng lắm rồi, còn căng lắm là 50 quả, cây này 50 quả là còn căng rồi. Quá căng rồi ha. Thì chị chỉ để backup cho em gấp đôi là được rồi. Và sau khi đó gần rụng sinh lý đợt 3 thì chị tỉa cho em một lần. Thế là xong. Hả? Ừ. Thấy anh Linh gọi mà bảo chết rồi. Sẵn đây. Chạy vào. Anh kêu thầy rụng nhiều quả đây. Nó rụng sinh lý để nó đậu nhiều quá. Vì cái đợt 1 mình bỏ vi lượng ra nó không đậu quá, nó không rụng ra. Đợt này mà bỏ vi lượng ra này là nó cũng không rụng. Nó không rụng nữa nhưng mà bắt buộc chị phải tỉa. Hả? Chị nhắm ra cây này nha. Cây này là 50 trái là sẽ nhắm. Đến lúc nào xong là để cho em khoảng 80 trái đến 100 trái, bách áp gấp đôi. Hình dung như vậy. À, có nghĩa là lúc mà xong rụng giai đoạn này, rụng giai đoạn sinh lý đợt 2 này này, bách áp cho em gấp đôi là được. Sau này khi mà lỡ may ra mà mưa nhiều đọt nó đi á, trái nó bắt đầu nó giật thì mình tỉa nữa là còn lại là mình để. Thì là phun cái cải mà em nói chăn đọt thân kỳ với mơ cá bế là mình thấy đọt nhũ là mình phun được không? Nhưng mà đánh cho không em nhiều được không? Nhiều lần được không? Không nên. Đó này cũng không nên. Nhá, ở đây em chỉ chị luôn này, không có lại đến lúc lại thế này. Khi mà thấy cái hiện tượng mà đọt bắt đầu nhú ra, ví dụ đọt đây đang cứng, ok không vấn đề gì ha. Nhưng mà cái đọt này, khi mà này, đây cái đọt này này, thì sờ vào cái đọt này nó rất mềm. Mà nó có hiện tượng muốn đi, nó không cúp cúp như thế này. Đây, như thế này là rất kìa cứng rồi. Mai mốt nó vảnh lên và sờ nó mềm. Là nó đang muốn đi. Đó, là chị quánh cho em thậm chí là 1,5 kg MKB cộng với 1,5 kg chặn đọt, quánh và phát cho nó cụ. Nhưng mà phun cho em vào buổi sáng, buổi sáng thì buổi sáng là giờ nào nó hợp lý đúng không?
Ừ, rất nhiều bà con sai nhá. Rồi các bác xem cái video này, các bác để ý lại dùng em Khánh nhá. Em chị Khánh chia sẻ rất là nhiều rồi. Sáng sớm nhưng đừng, không phải là 4 giờ, không phải là 5 giờ, cũng không phải là 6 giờ, mà khi nào mình ra ngoài vườn mình thấy cái đầu đọt ở trên các cái đầu đọt này này, nó không còn sương nữa. Buổi sáng sớm nó sương nó rất là nhiều. Và hơn nữa là có thể là sáng nay mình muốn phun nhưng mà chiều hôm qua nó mưa, thì ở trên các đầu đọt này nó đọng nước. À, đúng không ạ? Khi nó đọng nước ở trên các đầu đọt này, à, các đầu đọt này thì quý bà con pha mỗi một cái liều lượng thuốc là 1,5 kg MKB với 1,5 kg trận đọt phun, nhưng mà đâu đó thuốc nó vào đây nó hòa tan với nước nó đang đọng ở trên này, thì nó làm cho mình nó loãng thuốc đi và tính chất hiệu quả của nó không cao, và thậm chí là thuốc nó rơi xuống nó mất cái hiệu lực của thuốc đi, nó mất thuốc đi. Thì để cho nó đạt thì quý bà con có thể phun vào 7 giờ sáng hoặc là 8 giờ sáng. Ở thời gian mà khi thấy ánh nắng mặt trời nó lên rồi và cảm thấy là khi mình ra vườn là không còn sương nữa, các cái đầu đọt nó không còn ướt nữa, thì phun lúc đấy hiệu quả thuốc nó sẽ được cao hơn nhé, mà đỡ tốn kém, mà hiệu lực kéo dài nó được dài hơn. À, tránh trường hợp là bảo sáng phun 5 giờ sáng ra phun nó đang ướt nhẹ thì tự nhiên là mình lại pha loãng cái nồng độ của thuốc đi. À, quý bà con chú ý ha, để ý dùng em Khánh như này nhá. Đấy, khoảng 7 giờ sáng, 7 rưỡi, 8 giờ là đẹp nhất.